Xin chào các bác anh em. Video này thì em mình test con âm ly Sun Sui G2000. Con này hàng Mỹ vừa mới về. Mặt phanh nôm đẹp keng anh em. Con này radio 108 trưng bày rất là đẹp. Ở đây thì mình đang ghép với cặp loa JBL 4330 vừa mới giới thiệu cách đây ít phút. Và đánh với chiếc âm ly G2000 này có thể nói là như cậu với mợ, cực kỳ hợp nhá. Thì các bác anh em nào mà đang còn chưa biết, đang thích loa mà chưa biết ghép thế nào thì đây có thể là một lựa chọn cực kỳ là hay, tối ưu vừa về tầm giá và vừa về chất âm, rất là tốt ba giải và bát đánh cực kỳ là mạnh. Con G2000 này thì mình bán rất là nhiều rồi, nó đánh 4 con sò than, dòng cổ xuất âm tụ, tiếng rất là hay, được cả hình thức cũng như là về phần giá. Chiếc âm ly này thì mình giao lưu với các bác anh em là 3.900.000 đồng. Sun Sui G2000, mọi chức năng của con âm ly này là hoạt động hoàn hảo, vỏ gỗ zin theo máy, vừa mới khui ra và đã hát ok rồi. Những tiếng chim non thì thầm cho ngày tháng ưu phiền em. Con này nó rất là khỏe, radio là 108 nhé. Các bác thứ sáu là thế hệ trẻ, các bác là những người trải qua các cuộc chiến tranh và tù như vậy thì rồi ra stereo nó đã lên sóng đèn đỏ này. Cái này là nó có đèn vàng nha các bác nhá. Đây là do mình bật cái đèn chiếu ngược, nó là nó đã hắt ánh sáng ngược, nó không có thấy đèn vàng ở góc này. Sun Sui G2000 hoạt động hoàn hảo và tiếng rất là hay, 3.900.000 gửi đến anh em. Con này vừa nghe vừa trưng rất đẹp mắt. Để lỡ ngày sau khi ta cần nhau, còn nỗi chút em vui ngày đầu, cho mình mãi gọi thầm tên nhau. Để lỡ ngày sau khi ta cần nhau, còn nỗi chút em vui ngày đầu, cho mình mãi gọi thầm. Đây là phía sau của chiếc ly Sun Sui 778, có duy nhất một em thôi. Dòng xuất Mỹ nên là sẽ sử dụng nguồn điện là 120V nha các bác anh em. Cái này là nguyên bụi mình chưa vệ sinh thì mình sẽ vệ sinh cho anh em nào có nhu cầu ha. Hãy subscribe.